Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Nội dung của tuần này, chúng ta chuyển sang hai nội dung mới, đó là đá cầu và chạy bền. Về đá cầu, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về luật đá cầu. Về chạy bền, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm chạy bền, một số bài tập phát triển sức bền và các nguyên tắc khi tập luyện. Đến với phần đá cầu, chúng ta tìm hiểu luật đá cầu. Một là sân. Sân thi đấu là một mặt phẳng cứng hình chữ nhật, có kích thước chiều dài là 11m88. Chiều rộng là 6m10, tính đến mép ngoài của đường giới hạn. Sân thi đấu không bị vật cản trong khoảng chiều cao 8m tính từ mặt sân. Các đường giới hạn. Đường phân đôi sân nằm ở dưới lưới, chia sân thành hai phần bằng nhau. Đường giới hạn khu vực tấn công cách 1m98 và chạy song song với đường phân đôi sân. Hai là lưới. Lưới rộng 0,75m, dài tối thiểu là 7m10. Hai cột căng lưới phải để ngoài sân, cách đường biên dọc 50cm. Về chiều cao của lưới đối với nhi đồng là 1m30. Chiều cao của lưới đối với thiếu niên là 1m40. Chiều cao của lưới đối với nữ và nữ trẻ là 1m50. Chiều cao của lưới đối với nam và nam trẻ là 1m60. 3 là cột lưới. Cột lưới phải cao tối đa là 1m70. Bốn, quả cầu. Cầu đá Việt Nam 202. Chiều cao 13,1cm, rộng 6cm, trọng lượng 14g cộng trừ 1. Ghế trọng tài. Ghế trọng tài chính có chiều cao từ 1m20 đến 1m50. Được đặt chính giữa sau cột lưới, trên đường phân đôi sân kéo dài và cách cột lưới 50cm. Ghế trợ lý trọng tài số 2, có chiều cao từ 80cm đến 1m, đặt phía ngoài cột lưới, đối diện trọng tài chính và cách cột lưới 50cm. 6. Đấu thủ. Trận đấu đơn diễn ra giữa hai đội, mỗi đội có một đấu thủ. Trận đấu đôi diễn ra giữa hai đội, mỗi đội có hai đấu thủ. Trận đấu đội diễn ra giữa hai đội, mỗi đội có 3 đấu thủ. Mỗi đấu thủ chỉ được phép thi đấu không quá 2 nội dung trong nội dung đồng đội, kể cả nội dung 3 đấu thủ. Bảy, trang phục. Đấu thủ phải mặc quần áo thi đấu thể thao và đi giày thể thao hoặc giày chuyên dụng của đá cầu. Trang phục của đấu thủ được coi là một phần cơ thể của đấu thủ, áo phải bỏ trong quần. Đội trưởng của mỗi đội phải đeo băng đội trưởng ở cánh tay trái. Áo của đấu thủ phải có số sau lưng và phía trước. Mỗi đấu thủ phải đeo một số áo cố định trong suốt giải. Mỗi đấu thủ được quyền sử dụng một trong các số từ 1 đến 15. Trong thi đấu đôi và thi đấu đội, các đấu thủ cùng một đội phải mặc trang phục thi đấu có cùng màu sắc và giống nhau. 8. Thay người. Được phép thay đấu thủ ở bất cứ thời điểm nào, theo yêu cầu của lãnh đội hoặc đội trưởng của mỗi đội với trọng tài chính khi cầu dừng. Mỗi đội được đăng ký 3 đấu thủ dự bị ở nội dung đội, còn các nội dung đơn, đôi không có đấu thủ dự bị. Trong khi thi đấu,
khi trọng tài chức quyền thi đấu của đấu thủ. Ở nội dung đội thì đội đó có quyền thay đấu thủ khác nếu như đội đó chưa thực hiện quyền thay người trong hiệp đấu đó. Nếu đã thực hiện thay người rồi thì xử thua. Ở nội dung đôi và đơn thì đội đó bị xử thua. 9. Trọng tài. Trận đấu được điều hành bởi những trọng tài sau: 1. Trọng tài chính, 1. Trợ lý trọng tài, còn gọi là trọng tài số 2, 1. Trọng tài bàn, 1. Trọng tài lật số và 2. Trọng tài biên. Mười, bốc thăm và khởi động. Trước khi thi đấu và trước khi bắt đầu vào hiệp thứ 3, hai bên sẽ bốc thăm. Bên nào được thăm có quyền chọn sân hoặc cầu. Bên kia sẽ chọn phần còn lại. Bên được thăm sẽ khởi động trước 2 phút, sau đó đến bên kia. Chỉ huấn luyện viên hoặc chỉ đạo viên mới được phép vào sân khởi động cùng đấu thủ chính thức. 11. Vị trí các cầu thủ. Khi bắt đầu trận đấu, các đấu thủ của mỗi đội phải đứng ở vị trí tương ứng trên phần thân của mình, trong tư thế sẵn sàng. Đấu thủ phát cầu phải đặt chân trụ phía ngoài sân thi đấu và ở khu vực giới hạn phát cầu. Đấu thủ bên đỡ phát cầu phải đứng trong phạm vi sân thi đấu của mình và được di chuyển tự do trong phần sân của mình. Vị trí cầu thủ trong thi đấu đôi và đội. Về phát cầu, vị trí của các cầu thủ trong thi đấu đôi. Khi một đấu thủ phát cầu, đấu thủ còn lại không được đứng trong đường tưởng tượng nối khu vực phát cầu hai bên, và không được có những hành động lời nói làm ảnh hưởng đến sự tập trung của đối phương. Thi đấu đội, khi đấu thủ số 1 phát cầu, đấu thủ số 2 và 3 đứng trong sân, số 2 bên phải, số 3 bên trái, và không được đứng trong đường tưởng tượng nối khu vực phát cầu hai bên. Đỡ phát cầu đội phải đứng đúng vị trí 1, 2, 3 theo đăng ký. Số 1 phải đứng gần đường biên ngang sân mình nhất và ở trong khoảng cách hình chiếu của số 2 và số 3. Số 2 và số 3 phải đứng gần lưới và đường biên dọc bên mình hơn số 1. 12. Bắt đầu trận đấu và phát cầu. Bên phát cầu trước sẽ bắt đầu hiệp đấu đầu tiên. Bên nào thắng sẽ giành quyền phát cầu ở hiệp thứ 2. Phải phát cầu ngay khi trọng tài công bố điểm. Đấu thủ cố tình trì hoãn, trọng tài sẽ nhắc nhở, và nhắc nhở đến lần thứ 2 thì sẽ bị bắt lỗi và tính 1 điểm cho đối phương. Về trường hợp phát cầu lại là cầu mắc vào lưới khi đang thi đấu, ngoại trừ lần chạm cầu cuối cùng. Các bộ phận của quả cầu bị rơi ra trong khi thi đấu. Cầu được phát đi trước khi trọng tài ra ký hiệu phát cầu, do khách quan làm ảnh hưởng đến thi đấu. 13. Các lỗi. Lỗi của bên phát cầu. Đấu thủ phát cầu trong khi thực hiện động tác nhưng vẫn dẫm chân vào đường biên ngang hoặc đường giới hạn khu vực phát cầu. Đấu thủ phát cầu không qua lưới hoặc qua nhưng chạm lưới. Cầu phát chạm vào đồng đội hoặc bất cứ vật gì trước khi bay sang phần sân đối phương. Quả cầu bay qua lưới nhưng rơi ra ngoài sân. Phát cầu không đúng thứ tự trong thi đấu. Lỗi của bên đỡ phát cầu. Có hành vi gây mất tập trung, làm ồn, la hét nhằm vào đối thủ. Chân chạm vào các đường giới hạn khi đối phương phát cầu. Đỡ cầu dính hoặc lăn trên bất cứ một bộ phận nào của cơ thể. Lỗi với cả hai bên trong trận đấu. Đối thủ chạm cầu ở bên phần sân của đối phương. Để bất cứ một bộ phận nào của cơ thể sang phần sân của đối phương, dù ở trên hay dưới lưới. Cầu chạm cánh tay. Bất cứ phần nào của cơ thể hay trang phục thi đấu chạm vào cột lưới, ghế trọng tài hay sang phần sân của đối phương.
Nội dung đơn, chạm cầu quá hai lần. Nội dung đôi và đội, một đấu thủ chạm cầu quá hai lần liên tiếp, một bên quá bốn chạm. 14. Hệ thống tính điểm. Bất cứ bên nào giao cầu hoặc nhận cầu phạm lỗi, đối phương được tính một điểm và giành quyền giao cầu. Điểm thắng của một hiệp là 21, trừ trường hợp hòa 20-20 sẽ phát cầu luân lưu cho đến khi cách biệt là 2 điểm thì hiệp đấu đó kết thúc. Điểm tối đa của một hiệp đấu là 25. Mỗi trận đấu có 2 hiệp đấu, giữa 2 hiệp nghỉ 2 phút. Nếu mỗi đội thắng một hiệp, sẽ quyết định trận đấu bằng hiệp thứ 3. Điểm thắng của hiệp này là 15. Trừ trường hợp hòa 14-14, thì sẽ phát cầu luân lưu cho đến khi một bên cách biệt 2 điểm, thì trận đấu đó kết thúc. Điểm tối đa của hiệp đấu là 17. Ở hiệp đấu thứ 3, khi tỷ số lên đến 8, thì hai bên sẽ đổi sân. 15. Hội ý. Mỗi bên được quyền xin hội ý không quá 2 lần, mỗi lần không quá 30 giây trong mỗi hiệp đấu khi cầu ngoài cuộc. Chỉ có huấn luyện viên hoặc đấu thủ đội trưởng trên sân mới có quyền xin hội ý. Trong thời gian hội ý, đấu thủ phải ở trong sân của mình. 16. Tạm dừng trận đấu. Trọng tài có thể tạm dừng trận đấu tối đa 5 phút trong trường hợp có vật cản, bị gây rối hay đấu thủ bị chấn thương cần cấp cứu. Bất cứ đấu thủ nào chấn 17. Phạt. Phạt cảnh cáo, thẻ vàng. Đấu thủ bị phạt cảnh cáo và phạt thẻ vàng nếu đấu thủ đó phạm một trong 6 lỗi sau: có hành vi phi thể thao, thể hiện sự bất đồng bằng lời lẽ hoặc hành động, cố tình vi phạm luật thi đấu, trì hoãn việc bắt đầu trận đấu, vào sân hay quay trở lại sân không được phép của trọng tài, tự động rời sân mà không được sự cho phép của trọng tài. Đuổi khỏi sân, thẻ đỏ. Đấu thủ bị đuổi khỏi sân và bị phạt thẻ đỏ nếu đấu thủ đó phạm một trong 5 lỗi sau: phạm lỗi thi đấu nghiêm trọng, có hành vi bạo lực gồm cả hành động cố ý nhằm làm đối thủ chấn thương, nhổ nước bọt vào đối phương hoặc bất cứ người nào, có hành vi tấn công, lăng mạ, sỉ nhục người khác bằng lời nói hoặc hành động, bị cảnh cáo lần hai, nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận đấu. 18. Điều khoản chung. Trong khi thi đấu, nếu có thắc mắc hay có vấn đề gì phát sinh không đề cập trong bất cứ điều luật nào thì quyết định của tổng trọng tài là quyết định cuối cùng. Và vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong luật đá cầu. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là chạy bền. Các em sẽ tìm hiểu khái niệm của chạy bền. Chạy bền là những cuộc chạy bộ ở cự ly dài. Những cự ly phổ biến của chạy bền hiện nay bao gồm 800m, 1000m, 1500m và 5000m. Các em cần có sức bền và sự dẻo dai, nhanh nhẹn để việc thực hiện chạy bền đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Chạy bền là một trong những môn thi của Olympic. Một số bài tập phát triển sức bền. Chạy vòng số 8 lặp lại nhiều lần. Chạy liên tục 5 đến 7 phút có kết hợp tăng tốc ở đoạn ngắn. Tại chỗ gập thân, nâng cao đùi liên tục. Nhảy dây bền trong 5 đến 10 phút liên tục. Về một số nguyên tắc khi các em tập luyện, thì tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người. Tập từ nhẹ đến nặng dần. Tập luyện thường xuyên, liên tục. Và vừa rồi,
Chúng ta đã tìm hiểu xong hai nội dung của tuần này. Sau đây chúng ta chuyển sang phần dặn dò. Về phần dặn dò, phần luật đá cầu, các em đọc kỹ lại nội dung. Tuần sau, thầy sẽ cho các em làm bài kiểm tra về phần này vào cuối giờ. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.